Xin kính chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đến kênh Ô tô cũ giá rẻ Duy Khánh. Vâng, trong ngày hôm nay thì em lại review lên sóng giới thiệu tới toàn thể các bác một mẫu xe vừa cập bến cửa hàng, một chiếc Toyota Innova có năm sản xuất 2012, bản E xịn, tên tư nhân, mang biển kiểm soát thủ đô 30F68341, sơn xi màu bạc. Xe khá đẹp các bác nhé, 2012, sơn xi màu bạc. Đấy, các cái khe mép cửa này đó, rất đều nhau các bác nhé. Bản E-Sin này trang bị phanh đĩa ABS, túi khí, xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện. Xe thì được trang bị màn hình cam lùi, hai mắt cảm biến lùi, form dáng còn rất cứng này các bác này. Khe mép cửa rất đều các bác nhé, hai cụm đèn phanh đèn hậu này đẹp như mới. Một chiếc Toyota Innova trang bị động cơ 2.0, máy xăng, số sàn. Khá đẹp các bác. Vâng, với mức giá đề xuất là 345 triệu đồng. Vâng, 345 triệu đồng thì bên em có bao giúp hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Và giá cả thì vẫn có thể thương lượng các bác nhé. Form khá đẹp này các bác này. Đèn pha, đèn gầm rất ok các bác nhé. Xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện. Bốn cổ lốp còn khá đều nhau, dãy lốp còn rất là sâu các bác này, 8-90%. Vua lốp cực kỳ ok rồi, la răng còn rất sáng. 345 triệu đồng. Vô lăng 4 chấu, trên vô lăng tích hợp túi khí, màn hình Android xịn sò các bác nhé. Màn hình có mạng các bác nhé, kết giải trí đa phương tiện trong hành trình. Gương kính chỉnh điện. Phần là tem mác sản xuất đây các bác này, 2012. Vâng, chiếc xe này là Toyota Innova bản G, là form nhưng mà form E các bác nhé, 2012. Vâng, trong cái năm này thì nó vẫn có hai bản các bác nhé, bản E và bản G. Cuối năm thì nó lên bản E rồi, con này là bản G lên form E rồi, nó không khác gì nhau cả. Vẫn là phanh cái ABS túi khí đầy đủ, chỉ tên khác nhau thôi. Đấy, từ 2013 thì sẽ không còn G nữa, chỉ đổi tên thôi các bác nhé. Phần hộp đựng kính này, điều hòa ba gian, trần lì nguyên bản, bọc thêm một lớp ni lông chống bụi chống ẩm, nội thất kế ra thay mới rồi, sạch sẽ được vẽ các bác nhé. Xin lỗi các bác, nội thất kế ra nguyên bản này. Đó, hai màu đỏ đen. Gương kính chỉnh điện. Tập hồ tập đi theo chỉ zin nguyên bản. Cột kéo đinh bấm răng rượt 4 cánh là nguyên bản theo nhà máy sản xuất các bác nhé. Một dòng xe máy móc chạy cực lành. Đấy, cửa đóng phầm phập. Khoang để chân thì khá rộng rãi không nhỉ. Tắp ly cánh sau bên phụ đấy, ở bên lái các bác này. Đấy, theo chỉ khá là ok các bác nhé. Vâng, bác nào mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ ủng hộ em bằng cách like, bấm nút đăng ký kênh màu đỏ hoặc bấm vào nút chuông để được cập nhật những mẫu xe mới nhất về điện thoại các bác mà em đưa lên các bác nhé. Phong dáng rất đẹp, đuôi lướt gió.
Phần này gầm bệ đây các bác này. Gầm bệ rất là ok. Xe trang bị động cơ VVTi 2.0 với mức tiêu thụ nhiên liệu 8 đến 10 lít xăng trên 100 cây các bác nhé. Phần đinh tán máng nước nguyên bản. Ốc phần này chưa bao giờ đụng đến cà lê một hết. Điều hòa ba gian. Đang làm vô đúng chất mẫu, xe này mua về kết hợp chạy gia đình dịch vụ thì rất nhanh hồi vốn các bác nhé. Đấy. Này là form e rồi. Form dáng rất đẹp. Phần này cột kèo đinh tán này. Rực zin nguyên bản thay nhà máy sản xuất. Tên tư nhân. Xin nhà tích hợp trên gương. Kéo chỉ bốn cánh khá là đều nhau các nhé. Vâng, ở thời điểm hiện tại thì mặc dù ở trên thế giới về vấn đề Covid thì vẫn còn khá lan giải, nhưng mà Việt Nam thì kiểm soát khá tốt, cho nên việc đi lại trong nước cũng khá là thuận lợi rồi các bác nhé. Bác nào có nhu cầu dịch vụ chạy dịch vụ kết hợp chạy dịch vụ thì nhanh tay chọn cho mình một chiếc xe để làm mặt kinh tế chứ 1-2 năm trở lại đây thì khá là khó khăn cho vận tải và du lịch. Làm ta lùi đồng hồ đây các bạn. Máy đang nổ nhé. Máy nổ rất êm. Còn xi nhan bùn nước gạt mưa. Điều hòa ba gian, điều hòa rất khỏe, màn hình chỉ xò các bác nhé. Chậm chỉ đường rất ok các bác nhé. Phần là cam lùi đây, nét lẹt. Biến nồi, xây gương đầy đủ hết. Là gương chỉnh điện có một chút trục trặc thì bên em sẽ xử lý các bác nhé. Phút mốt thôi. Kính chỉnh điện. Phần kính, phần đèn em bao test cho các bác nhé. Độ trơn tru. Kính. Đèn trần. Vô lăng còn khá đẹp này. Túi khí trên vô lăng. Máy nổ khá êm. Vâng, sau đây em sẽ tiến về phần khoang máy chứ. Cho các bác xem nhé. Đấy, dòng xe này thì âm thanh cũng chất lượng. Vâng, chiếc màn hình này thì có sim, cái lối mạng, nhưng mà hiện tại bác chủ xe nó lấy lại sim rồi các bác nhé. Cùng test nhà này các bác.
ghê quá. Vâng, ở đây là tổng quan tổng thể phần khoang máy của chiếc Toyota Innova bản G trị Form E, có làm sản xuất 2012, máy xăng số sàn động cơ 2.0, máy nổ khá êm gió nhé, máy móc được khung đáo sạch sẽ, chassis còn rất sáng, có vấn đề chưa đụng đến cả lên một lít, không đâm vào tai nạn. Các em đã check phần gầm của anh nhé, có bị lỗi về phần dầu chi. Đây là phần cụm chi ABS các bác này, phần như ABS chống bó kính, chống trơn trượt, rất hiệu quả. Cụm ABS mà các bác mà thanh check thì lái vẫn có thể đánh được các bác nhé. Nó không như là thanh đĩa, thanh đĩa thì các bác thanh check rồi thì chỉ có dê bánh thôi. Nguyên bản theo là máy sản xuất. Vâng, vừa rồi thì em đã review lên sóng giới thiệu tới toàn thể các bác một mẫu xe vừa kể đến khang, một chiếc Toyota Innova có năm sản xuất 2012 bản G xịn Form E tên tư nhân, với mức giá đề xuất là 345 triệu đồng. Vâng, 345 triệu đồng thì bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Bác nào mà đúng chất mẫu xe này thì nhanh tay nhấc máy gọi điện cho em Khánh theo số điện thoại 0917162240 hoặc kết bạn Zalo em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, em xin được kết thúc video đây, xin chân thành cảm ơn các bác đã đồng hành cùng kênh ô tô cũ giá rẻ Duy Khánh. Vâng, xin chúc các bác luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.